hôm 5 tháng 10, huấn luyện viên Lionel Scaloni công bố danh sách chuẩn bị cho hai trận gặp Paraguay, ngày 12 tháng 10, và Peru, 17 phần 10. Messi tiếp tục có mặt dù chưa bình phục sau chấn thương. Tiền đạo 36 tuổi gặp vấn đề thể lực từ khi chơi cho Argentina đầu tháng trước. Sau khi trở lại Inter Miami, anh nghỉ trận gặp Atlanta United rồi dính chấn thương trong trận tiếp theo gặp Toronto FC. Trong năm trận vắng Messi, Inter Miami hòa 2 và thua 3. Sau trận thua Chicago 5-1, 4 hôm 4 tháng 10, đội bóng bang Florida đã hết hy vọng giành vé dự vòng playoff MLS Cup. Hiện chưa rõ khả năng Messi chơi trận này trước khi về Argentina dự vòng loại World Cup. Tôi nghĩ Messi sắp thi đấu trở lại, huấn luyện viên Tata Martino nói sau trận thua Chicago Fire. Như chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đánh giá cậu ấy trong hai ngày tới để xem liệu cậu ấy có đủ điều kiện thi đấu hay không. Điều quan trọng nhất là cậu ấy bình phục chấn thương và dần tìm lại phong độ tốt nhất. Trong trận ra quân vòng loại, chính Messi xuất phạt ghi bàn giúp Argentina thắng Ecuador 1-0. Ở trận thứ hai, anh cùng đội đến Bolivia, nhưng không thi đấu do quá tải. Tuy nhiên, Argentina vẫn đủ sức thắng đội chủ nhà ba, không. Argentina đang xếp thứ hai vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 6 điểm. Brazil cũng có 6 điểm, nhưng dẫn đầu nhờ hiểu số tốt hơn. Vòng loại khu vực Nam Mỹ gồm 10 đội, và lấy 6 đội dẫn đầu vào vòng chung kết. Đội xếp thứ bảy sẽ phải tranh vé vớt với đại diện của châu lục khác. Argentina